Nó có vô vàn cách kiếm tiền ở trên TikTok và với mức thu nhập các bạn sẽ không thể tưởng tượng được. Nó rất là lớn luôn ấy. Rất là nhiều cách để có thể kiếm tiền ở trên TikTok. Và mình thật sự nhá, TikTok là một nơi mà khiến cho mình có một nguồn thu nhập rất rất là nhiều. Rất là biết ơn TikTok. Và mình tự dưng biết ơn lắm. Và không chỉ mình đâu, còn có rất là nhiều bạn khi mà mình nói chuyện với những bạn TikToker khác và những bạn ấy nói là mình đã từng là một người chạy Grab, những người xe ôm, và có những ngày mà mình chỉ ăn mẩu bánh mì thôi, mình không có tiền, mình phải ăn mì tôm hàng ngày sống qua ngày. Nhưng nhờ có TikTok mà mình đã kiếm được rất là nhiều tiền từ đó, và từ lúc đó là mình sẽ không cần phải chạy xe ôm nữa. Mình đã TikTok đúng là kiểu một cái nguồn thu nhập và kiếm giúp mình kiếm sống, như là đợt vừa dịch vừa rồi cũng như các bạn nào. Và thì hôm đó em có đi ăn với một bạn tên là Du Hoàng Phạm, thì bạn đó cũng là nổi lên là nhờ TikTok. Thì bạn có nói là TikTok đúng là nuôi sống bạn ấy và cứu sống bạn ấy qua mùa dịch. Thì khi mà em nghe xong câu đấy thì em cũng cảm thấy chung cái quan điểm đó, là khi mà mùa dịch mọi người ở nhà hết, thế là bạn đó livestream ở trên TikTok, và bạn ấy hàng ngày bạn ấy nhận được rất là nhiều những cái phần quà từ những bạn fan. Và livestream cũng là một cách để mà kiếm tiền ở trên TikTok. Các bạn chỉ ngồi livestream mà nói chuyện chia sẻ thôi, và hàng ngày thì sẽ được nhận những cái phần quà từ bạn fan, và những phần quà đó có thể hoàn toàn quy đổi ra tiền và mức thu nhập rất cao luôn. Thu nhập ok mình. Dạ vâng. Dạ. Ngoài ra còn có một nguồn thu nhập khác, thì là đến với những bạn mà nổi hơn một chút về số follow. Khi mà bạn được, có thể là các bạn khi mà bạn 100, 200 nghìn follow, các bạn cũng thấy ok nhiều nhiều rồi đấy. Lúc đó thì các bạn có thể kiếm tiền nhờ bằng là TikTok affiliate, đúng không? Affiliate thì tức là các bạn sẽ gắn link, là bạn sẽ tạo một cái link, và cái link nó ở bên trong sẽ là để những cái sản phẩm các bạn mua hàng. Và khi mà những bạn hâm mộ, những bạn fan của mình click vào cái link đó và các bạn mua hàng link đó, các bạn sẽ nhận được cái phần tiền, phần trăm khi mà các bạn giới thiệu. Đó là một cách kiếm tiền thứ hai. Còn một cách kiếm tiền nữa là những bạn mà có số follow cao hơn nữa. Khi mà các bạn chỉ lên được con số 1 triệu follow là đã có 1 triệu người theo dõi mình rồi, là đã nhiều rồi, thì các bạn có thể nhận được những quảng cáo từ những nhãn hàng. Từ những nhãn hàng là có thể là quảng cáo đồ ăn này, quảng cáo dầu gội này, hoặc là quảng cáo về quần áo này. Thì lúc đó những nhãn hàng sẽ bắt đầu để ý và để mắt đến bạn, và các bạn thì nhãn hàng sẽ bắt đầu liên hệ với bạn để gửi sản phẩm và bạn quảng cáo cho nhãn hàng đó. Hoặc là đến bóng cũng thế. Thì khi mà các bạn có một con số follow cao hơn nữa, thì cái TikTok nó không chỉ nhờ là kiếm tiền ở trên TikTok đâu, mà mình sẽ có gọi là có hình ảnh, mà khi mà đi ra ngoài người ta có thể nhận ra mình rồi, thì những nhãn hàng người ta sẽ book mình để làm quảng cáo không chỉ ở trên TikTok nữa, mà là quảng cáo ở trên những cái trang mạng xã hội của người ta, hoặc là quảng cáo về TVC, hoặc là nó có vô vàn cách kiếm tiền ở trên TikTok, và với mức thu nhập các bạn sẽ không thể tưởng tượng được. Nó rất là lớn luôn ấy.